Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 115 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đà Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 115 của nhật ký theo đuổi đại bót. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Tử Uyên đứng dậy đi ra ban công, nhìn sang sân nhà bên cạnh. Nhạc Tiếu Nhi đang tưới hoa trong sân. Ánh ban mai chiếu vào cô và cô đẹp như một bức tranh chuyển động. Quý Tử Uyên im lặng nhìn cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy tiếng gọi, Quý Tử Uyên nhíu mày chán ghét. Alo, thằng danh con, nghe nói mày đã về nước. Quý Trạch Hào âm thanh vang lên, về nước cũng không biết đường về nhà một chuyến mày định cả đời không quay về quý ra sao nói việc chính đi quý tự uyên lạnh nhạt anh ấy đi nước ngoài một năm để chữa lành vết thương nhưng bố mẹ anh ấy không quan tâm nếu như không có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ không bao giờ liên lạc với anh ấy thái độ của mày là như thế nào đây quý trạch hào nghiêm giọng nói mẹ mày sức khỏe không tốt mày đã trở về rồi thì cũng không biết đường tới thăm bà ấy hay sao mỗi ngày bà ấy đều lẩm bẩm gọi tên mày đấy không phải bà ấy có con gái Thang Nhược Lan rồi sao? Còn muốn nhắc đến tôi làm gì? Quý Tử Uyên Diệu cật nói. Còn không phải là bởi vì mày không ở bên cạnh chăm sóc cho hai người già chúng tao sao? Chỉ có Thang Nhược Lan luôn ở bên cạnh bà ấy. Mày đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Thang Nhược Lan đã làm tất cả. Nói mới nhớ Thang Nhược Lan thực sự là một cô gái tốt. Quý Tử Uyên cạn lời. Nếu như không phải anh có ngoại hình giống Quý Trạch Hào, thì anh thực sự nghi ngờ họ không phải là cha mẹ ruột của mình nữa anh cũng không hiểu tại sao đầu não phát triển như vậy có phải vì con người ta già đi nên não của họ cũng bị tao lại không ôi nếu như trong túi ông không có tiền cho tôi thì làm sao thang nhược lan có thể đối xử tốt với ông chứ <laughs> quý tử uyên chế nhạo tôi nghe nói gần đây ông bỏ rất nhiều tiền để thang nhược lan thành lập công ty tiết kiệm một chút đến lúc bị cô ta ép khô thì đừng có chạy tới đòi tiền tôi mày cái đồ đê tiện mày đang nói người Quý Trạch Hào chưa kịp nói xong thì Quý Tử Uyên đã cúp máy. Nghiệt xúc khốn nạn. Bên kia, Quý Trạch Hào gần như tức giận đập vỡ điện thoại. "Đừng tức giận, bác sĩ nói rằng huyết áp của ông lại cao lên, ông đừng nóng giận như vậy." Quý phu nhân an ủi chồng, "Tử Uyên thật sự không định quay lại gặp chúng ta sao? Nó đã sống ở đâu? Nó không ở biệt thự kia." "Tôi không biết." Quý Trạch Hào nhíu mày thật sâu. Thừa Húc nói mấy ngày trước nhìn thấy đường dai ở Kinh Đô, hẳn là đã trở về rồi, đường dai vẫn luôn đi theo nó. Này, ông nói xem, sao nó lại tàn nhẫn như vậy chứ? Quý phu nhân lộ ra vẻ thất vọng. Giao công ty cho người khác thì cũng thôi đi, trở về cũng không chịu gặp chúng ta. Tôi sinh ra nó thật là vô ích mà. Quý trạch hào hừ lạnh một tiếng. Không độc ác thì làm sao chỉ có thể tồn tại trong bụng chứ? Lấy đi dinh dưỡng của anh em song sinh, ngay cả anh em ruột cũng không buông tha thôi quên đi, đứa con trai này không thể trông cậy vào mà, mà quý gia không thể không có người kế vị, cũng không thể để cho Nguyễn Nhan chiếm tiện nghi." Quý phu nhân thở dài, không phải Thang Nhược Lan đã đồng ý sinh con cho quý gia sao, mà Tử Uyên sẽ không quay lại, tự mình con bé cũng không có làm gì được. "Đừng lo lắng, chỉ cần nó trở về thì tôi sẽ có cách để cho nó với con Thang Nhược Lan." Quý Trạch Hào chế nhạo, "Khi tôi có cháu trai thì tôi không cần đứa con trai này nữa." Quý phu nhân gật đầu thang nhược lan tốt lắm biết báo đáp ân tình tôi coi con bé như con gái ruột của mình vậy nhưng dù sao thì cũng không phải là ruột thịt có cháu trai của chính mình thì thật là tốt hai vợ chồng đã có một kế hoạch ngay cả một người thông minh như quý tử uyên thì cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra một ý tưởng vô lý đến thế từ cặp đôi này trong biệt thự đường ra nhanh chóng bị quý tử uyên gọi qua quý trạch hào biết tôi đã trở lại bên người tôi cũng không có tiết lộ thông tin có phải là bên cậu đã dò gì thông tin không Đường sai sừng sốt một chút, sau đó thì vỗ vỗ đầu. Mấy ngày trước đi chợ, hình như là gặp Thừa Húc. Lúc trước, Thừa Húc đi theo anh, nhưng sau khi anh tai nạn thì hình như là đi theo cha của anh rồi. Chẳng trách. Quý tử uyên như mày, sau này đi ra ngoài cẩn thận một chút. Đừng để cho người của quý trạch hào tới đây. Tôi không muốn quấy dày sự bình an của Nguyễn Nhan và gia đình của cô ấy. Được. Ngoài ra, hãy kiểm tra chi tiết tài sản hiện tại của thang Nhược Lan. Quý tử uyên sắp xếp, Mặc dù tôi ghét quý trạch hào, nhưng tiền trong tay của hai người bọn họ thì cũng là tiền tôi vất vả kiếm được, không thể vô duyên vô cơ, bị cô ta lửa mất đi. Tôi sẽ làm ngay. Đường sai gật đầu, chẳng qua ở bệnh viện, giám đốc đã liên lạc với tôi mấy lần rồi, nói muốn hỏi khi nào thì anh quay lại. Từ khi anh rời đi, viện trưởng đã gặp vài mấy ca rất khó. Trong phẫu thuật, không có ai ở Nguyệt Hàn có thể so sánh với anh hết. Quý tử uyên nhìn xuống tay của mình chậm rãi nói, Tôi đã rời khỏi bàn mổ hơn một năm rồi, tay đã chai sạn rồi, thôi quên đi. Viện trưởng có ý rằng cho dù không muốn phẫu thuật thì anh cũng có thể ngồi khám bệnh. Nói sau đi, quý tử uyên thản nhiên nhìn sân bên cạnh. Đường dai bất lực, xem ra quý thiếu bây giờ không thể làm gì khác hơn là canh giữ cô gái kia bên cạnh mình. Ở sân bên cạnh, nhạc tiêu nhi đút cho nhạc nhạc ăn xong, vừa mới đưa nhạc nhạc cho chị Linh thì nhận được điện thoại của khâu hạo lâm. Hôm nay cô có rảnh không? Đến Phong Hồng có chuyện tôi muốn nói cùng với cô. Được rồi, sáng ngày mai tôi qua. Nhạc Tiêu Nhi đã làm việc với Khâu Hạo Lâm lâu rồi, từ khi trở thành cổ đông của Phong Hồng, Khâu Hạo Lâm xử lý công ty rất tốt, hiếm khi làm phiền tới cô, kêu cô đến Phong Hồng có lẽ là có việc rất quan trọng. 10 giờ sáng, xe chạy vào bãi đậu xe dưới tập đoàn Phong Hồng, đi thang máy lên tầng 15, cửa thang máy vừa mở ra, Nhạc Tiêu Nhi liền gặp một người quen cũ đã lâu không gặp, Đỗ Tuyên từng là chủ tịch của Phạm Ngu, cũng là phó giám đốc đi theo quý tử uyên trong làng giải trí. Đỗ tuyên của hôm nay thần sắc kém hơn trước một chút, trông có vẻ rất phiền muộn, mà cầm trong tay là bản sơ yếu lý lịch. Hai mắt nhìn nhau, đỗ tuyên trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng. Nguyễn Nhan, đã lâu không gặp. Đỗ Tổng, đừng gọi tôi là Đỗ Tổng nữa. Đỗ tuyên xua xua tay, Phạm Ngu đã đóng cửa rồi. Nhạc Tiếu Nhi lâu nay ít để ý tới Phạm Ngu. Chuyện Phạm Ngu phá sản hẳn là có liên quan đến cô. Lúc trước chia tay Quý Tử Uyên, cô đã lợi dụng cơ hội của Phong Hồng để có được hợp tác với Vi ưng Video và không tiếc công sức đào nghệ sĩ của Phạm Ngu về Phong Hồng. Vô tình nổ ra scandal và chấn áp nó, khiến cho nhân viên của Phạm Ngu không có chỗ đứng trong làng giải trí. Nhất thời, nhạc tiêu nhi không biết phải nói gì, nhưng cô không hối hận vì những gì mình đã làm. Ngành công nghiệp giải trí là như vậy. Mưu mô toàn tính, không phải là người tính toán ta, thì cũng là ta tính toán người. Chỉ là cô ấy không có ác cảm với Đỗ Tuyên. Đỗ Tổng, hôm nay anh có phải... Nhạc Tiếu Nhi nhìn bản lý lịch trong tay nghi ngờ. Đỗ Tuyên mất tự nhiên nói. Hôm nay không phải là Phong Hồng đang tìm nhà sản xuất sao? Tôi xem có thể có cơ hội ứng tuyển hay không. Nhạc Tiếu Nhi hơi sững sờ, với năng lực của anh anh có thể thành lập một công ty làm nhà sản xuất làm web drama những thứ tương tự trước đây tôi cũng định làm như vậy nhưng từ khi quý thiếu xảy ra tai nạn tôi không có chỗ dựa ở đây cộng thêm những người tôi đã đắc tội năm xưa đều ngăn cản tôi đỗ tuyên thờ dài không dễ dàng gì tôi đã quay một số bộ phim truyền hình trực tuyến nhưng không thể phát hành và đã phải bồi thường mất rất nhiều tiền nữa tôi biết khả năng của anh sau này tôi sẽ nói với khâu tổng và cố gắng đưa anh đến đây với tư cách là nhà sản xuất. Độ tuyền vẻ mặt kinh ngạc. Cô... Nhạc Tiếu Nhi giải thích. Trước đây tôi có nhắm tới Phạm Gu, nhưng tất cả chỉ là ân oán cá nhân giữa tôi và Quý Tử Uyên. Trong lòng tôi, anh là một ông chủ có tư cách, và tôi hy vọng anh cũng không ghét bỏ tôi. Nếu không phải lúc đó bị dồn vào đường cùng, thì tôi cũng sẽ không... Tôi biết, lúc đó Quý Thiếu đã quá đáng quá. Tôi đã thuyết phục anh ấy, nhưng anh ấy đối với chuyện của cô rất cố chấp, rất ít nghe lời tôi. Tôi chỉ là không ngờ cô sẽ giúp tôi, bà Thang Nhược Lan. Chuyện gì đã xảy ra với Thang Nhược Lan vậy? Đỗ Tuyên cười khổ. Lúc trước, Phạm Gu dùng nhiều tài nguyên nâng đỡ Thang Nhược Lan, mặc dù là do quý thiếu ra lệnh, nhưng tôi là giám đốc, không cho cô ta sắc mặt tốt. Bây giờ cô ta tốt hơn rồi, tự mình là ông chủ lớn, cô ta đã gây khó khăn cho sếp cũ của mình bằng mọi cách. Có thể là web drama tôi quay không thể ra mắt bình thường là do cô ta đứng ở sau lưng dò hỏi một số người. Nhạc Tiếu Nhi cũng không có nói nên lời. Mặc dù Đỗ Tuyên là một ông chủ có chút dở hơi trong làng giải trí, thích chèn ép nhân viên. Nhưng đối với Thang Nhược Lan mà nói, nếu như không nói là nâng như nâng trứng thì cũng là hứng như hứng hoa. Trước đây, Phạm Ngu mất rất nhiều nghệ sĩ bởi vì công ty dành quá nhiều tài nguyên cho Thang Nhược Lan, bọn họ không hài lòng. Cuối cùng, Thang Nhược Lan còn làm khó Đỗ Tuyên. Nhưng Đỗ Tuyên cuối cùng cũng tự mình tìm ra được. Đương nhiên, tôi không phải là chưa từng thấy người như cô ta. Có lẽ cô ta cho rằng mình từng là nghệ sĩ trong tay tôi. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội thay ra đổi thịt nên trả đua ông chủ cũ, trả thù hoài thành nghiện. Tôi không có dạ tâm như cô ta. Nghe nói khi quý phu nhân nhập viện, Cô ta đã bưng trà rót nước suốt. Chẳng trách cô ta đã nắm được vợ chồng quý gia ở trong lòng bàn tay. Người phụ nữ này thật là tàn nhẫn. Đừng bao giờ coi thường tham vọng của một người phụ nữ như thế nào. Đó là hố sâu không đáy. Độ tuyên nhìn ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của nhạc tiếu nhi rồi mới giải thích. Khi quý tổng đưa cô ta đến Phạm Ngu, cô ta nói với tôi rằng cô ta không có nhiều tham vọng. Chỉ cần có thể thực hiện được ước mơ của mình ở trên sân khấu biểu diễn là đủ. Sau này cô ta lại muốn trở thành ca hậu. Tôi đã giúp cô ta mua giải thưởng bằng tiền. Rồi cô ta lại muốn trở thành ảnh hậu. Lúc đầu cô ta nói rằng chỉ cần một ngôi nhà rộng 100 mét vuông. Sau này cô ta lại yêu cầu một biệt thự. Bây giờ biệt thự có lẽ là không làm cho cô ta hài lòng nữa. Nhạc Tiếu Nhi nghe độ Tuyên nói một hồi, liền từ biệt tiến vào văn phòng của Tổng Giám Đốc. Ngoài khâu hạo lâm còn có một người đàn ông trung niên, dáng người mập hơn một chút. Nhạc Thiếu Nhi cũng đã từng gặp qua một lần ở hội nghị. Người này là Giang Tổng, người phụ trách video phiền. Nguyễn Tiểu Thư, cô nói ở dưới lầu 20 phút trước, sao bây giờ mới vào? Giang Tổng nhiệt liệt bắt tay của Nhạc Tiểu Nhi. Vừa rồi gặp Đỗ Tuyên ở cửa. Nhạc Thiếu Nhi giải thích. Anh ta sao? Khâu Hạo Lâm nhướng mày. Đỗ Tuyên có chút kỹ năng, nhưng chúng tôi không nhận anh ta được đâu. Tại sao? Nhạc Tiếu Nhi nghĩ là do bản thân. Mặc dù trước đây là xếp của tôi, nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi nghĩ anh ấy có thể là nhà sản xuất hay gì đó. Dù sao thì anh ta cũng đã từng là đạo diễn. Khâu Hạo Lâm cùng với Giang Tồng nhìn nhau, rót một chén trà cho nhạc tiêu nhi. Hơn nữa, hôm nay gọi điện thoại cho cô. Tôi muốn cùng cô bàn chuyện lớn. Cô biết khoa học công nghệ khang chuẩn không? Nhạc tiêu nhi cao mày, nghe cũng quen tai. Năm ngoái, cựu CEO của khoa học công nghệ khang chuẩn đã qua đời vì bảo bệnh công ty lâm vào cảnh điêu đứng con trai của ceo muốn kế thừa công ty nhưng còn quá trẻ và bị một nhóm cổ đông chèn ép một trong số họ đã xuất hiện một cổ đông đầy tham vọng không biết sao quen biết với thang nhược lan cô ta từ trong tay hai vợ chồng quý trạch hào kiếm được mấy trăm ức quang vào lại nhờ người quý gia liên hệ nắm giữ công nghệ khoa học khang chuẩn khâu hạo lâm thở dài cô không biết đấy thôi ông chủ cũ đã phát triển một loại công nghệ mới nhất và bộ vi xử lý cốt lõi như thiết bị đầu cuối thông minh và bây giờ tất cả đều nằm trong tay của thang nhược lan nhạc tiếu nhi đột nhiên nhớ tới hình như lúc trước cô có nghe lâm minh kiều nhắc tới chuyện này một chút chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta đó là một vấn đề lớn giang tổng háo hức nói bây giờ video phi ưng đã quá phổ biến nhưng hệ thống ban đầu không thể hỗ trợ nhiều người như vậy phần mềm luôn có vấn đề và dữ liệu của chúng tôi thì quá thô sơ bây giờ nó cần công nghệ mới từ khoa học công nghệ khang chuẩn anh muốn hợp tác với công nghệ khang chuẩn nhưng thang nhật lan lại không muốn sao nhạc tiêu nhi nhanh chóng hiểu ra vấn đề chẳng trách khâu hạo lâm không dám nhận đỗ tuyên thang nhật lan đứng sau hãm hại đỗ tuyên lúc này công ty của anh ta dám nhận đỗ tuyên chẳng phải sẽ vạch mặt với thang nhật lan sao thang nhật lan sẽ không nói lời nào mà bắt tôi quỳ xuống cầu xin cô ta tha thứ nhạc tiêu nhi nói ra suy đoán của mình không hẳn Giang Tổng lúng túng nói, cô ta nói không cần tiền, nhưng cô ta muốn 10% cổ phần của Phi ưng. Nhạc Tiếu Nhi cười thành tiếng, chợt nhận ra rằng Thang Nhật Lan thật sự không còn như trước. Trước đây cô ta chỉ dùng những thủ đoạn đê hèn để chống lại cô, hoặc gieo sắc mối bất hòa sau lưng, khóc lóc trước mặt quý tử uyên và giả vờ đáng thương. Giờ thì cô ta thông minh hơn trước đây nhiều rồi. Phiêng bây giờ nổi tiếng ở nước ngoài, nhờ công nghệ mà cô ta chỉ muốn 10% cổ phần. Hàng năm không cần làm gì thì vẫn được chia cổ tức. Hơn nữa, 10% không lớn, không nhỏ, cô ta có thể được bầu vào hội đồng quản trị. Thêm một số scandal nữa, và những mối quan hệ mà quý gia đã cho cô ta, có thể những người xung quanh cô ta dần dần sẽ có cảm tình với cô ta. Ai nhường số cổ phần này? Nhạc thiếu Nhi quét qua hai người trước mặt, khâu hạo lâm lúng túng nói. Mỗi người nhường một phần trăm, cổ đông lớn thì 2%. Thực ra thì tôi không muốn làm điều này, chỉ là sự cạnh tranh trên các nền tảng hiện nay rất khốc liệt. Nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị vượt mặt. Trong thời đại này, đôi khi nó bị đào thải rất nhanh. Hiện tại, ngoại trừ công ty của chúng ta, các nền tảng khác đều muốn mua công nghệ mới của Khang Chuẩn. Chỉ là mức giá mà các nền tảng đó đưa ra không làm cho Khang Chuẩn hài lòng. Nhưng tôi ước tính nếu như công ty chúng ta từ chối thì không lâu nữa, Khang Chuẩn sẽ hợp tác với các nền tảng khác, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giang Tổng cũng gật đầu, công nghệ của trang web rất quan trọng. Nếu như luôn có lỗi, không chỉ admin rời đi, mà người dùng cũng sẽ rời đi. Nhạc thiếu nhi nhéo lông mày. Nếu là người khác thì cô nhất định sẽ đồng ý không chút do dự. Nhưng người này lại là Thang Nhược Lan. Thư ký bước vào nói. Khâu Tổng, Thang Tổng ở công nghệ khang chuẩn đến rồi. Khâu Hạo Lâm nhìn nhạc Tiếu Nhi, nhạc Tiếu Nhi gật đầu để cho cô tan lên. Ba phút sau, Thang Nhật Lan từ ngoài bước vào. Đã hơn một năm không gặp, Thang Nhật Lan một thân đầy thương hiệu xa xỉ, phẩm cao cấp. Khí thế, đường bệ, hoàn toàn xa cách, hơn nữa khí chất cũng thay đổi, sắc mặt có vẻ chỉnh tề, trước sau như một. Các đường nét trên khuôn mặt thì vẫn còn một chút khuyết điểm. Bây giờ khuôn mặt hạt dưa, mắt to, mũi thẳng, môi gợi cảm, trông giống như một khuôn mặt hoàn hảo nhưng nếu như nhìn kỹ thì có vẻ nó không khác nhiều so với khuôn mặt của người nổi tiếng trên mạng và mức độ khác biệt là rất thấp nhạc tiêu nhi cũng để ý thấy bộ ngực của cô ta dường như cũng lớn hơn một chút lớn hơn trước hiển nhiên giang tổng ở bên cạnh lớn tuổi hơn một chút ánh mắt thẳng tắp nhanh chóng đứng lên chào hỏi với thang nhật lan mời cô ta ngồi xuống khi nhạc tiêu nhi nhìn thấy nha thang nhật lan cô ta cũng nhìn nhạc tiêu nhi Cô cảm thấy nhạc tiếu nhi có vẻ khác biệt ở một số chỗ, nhưng không có nói rõ được là có gì khác. Nguyễn Nhan, không ngờ cô lại ở đây. Thang Nhật Lan mỉm cười với đôi môi đỏ mọng Đã lâu không gặp, cô béo lên rồi sao? Nguyễn Nhan hào phóng thừa nhận, tôi tăng 5-6 cân rồi, lúc mang thai tăng được 20 cân. Sau khi giảm cân nhiều thì chắc cũng có thay đổi chứ, không thể gọi là béo được. Bởi vì trước đây cô đã quá gầy. Thang Nhật Lan chỉ cười xùy một tiếng, vẫn nên chú ý đi, có thể thấy trước đây cô đóng phim rất có khí chất. Bây giờ người hâm mộ nhìn thấy, tôi sợ sẽ rất sốc. Nhất là những phóng viên ăn nói rất khó nghe, họ có thể sẽ gọi cô là bà thím mất. Trong một văn phòng đầy nắng, Khâu Hạo Lâm cùng Giang Tổng căng thẳng nhìn nhau, vừa mới gặp mặt đã căng thẳng rồi. Bọn họ sợ nhạc tiếu nhi nổi giận. Nhưng nhạc tiếu nhi thì không, chỉ bình tĩnh cười. Không sao, tôi thấy tôi thế này khá tốt, có thịt hơn, nhìn có nhiều collagen hơn, nhưng cô, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra. Tôi không có kỳ thị cô, nhưng tôi khuyên cô, khuôn mặt của phụ nữ vẫn nên bớt dao kéo. Nhìn cô xem, tuy rằng trước kia mũi hơi tẹp, nhưng là trong trèo tự nhiên. Bây giờ nhìn thì cũng được đấy, nhưng mà biểu cảm khuôn mặt cứng quá. Gương mặt thanh tú và quyến rũ của thằng nhược Lan tinh tế thay đổi. Có sao? Cô cảm thấy cứng đờ, có thể là do ánh mắt của cô không tốt. Khâu Tổng, anh cảm thấy vẻ mặt của tôi như thế nào? khâu hạo lâm ra đầu dâm gian nếu là trước đây hắn sẽ không cho thang nhược lan chút mặt mũi nào nhưng bây giờ anh biết rằng chỉ cần những gì anh nói không tốt sự hợp tác giữa hai công ty có thể sẽ sụp đổ tôi đã nói hai vị đại mỹ nhân đại mỹ nhân đừng làm tôi khó xử khâu hạo lâm xin lỗi tôi phải thừa nhận các người đều là người đẹp nhất mà tôi từng thấy nhạc tiêu nhi trợn mắt nhìn anh ta thang nhược lan che môi cười Tôi nói này, người phụ nữ thì phải tự mình đứng lên, cô xem, trước đây khi tôi chào Khâu tổng, anh ta mặc kệ tôi, hiện tại mở miệng thì đều là đại mỹ nhân. Cách cô đứng lên thật sự rất đặc biệt, Nhạc Tiêu Nhi chăm chọc, Nguyễn Nhan, tôi biết cô nghĩ gì về tôi, bất kể tôi dùng cách thức gì thì cũng là tôi tự kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình. Thang Nhược Lan ngạo mạn nghịch nghịch bộ móng mới của mình, tôi không có xuất thân như khương tuyết nhu cũng không có may mắn như lâm minh kiều có thể tìm được con trai của tổng thống làm bạn trai còn tôi thì không may mắn như cô cô thấy đấy trước đây chúng ta đều là diễn viên nhưng cuối cùng thì cô đã trở thành bót đầu tiên và cô được tôn trọng ở bất cứ nơi đâu trong thế giới này điều đầu tiên để được người khác tôn trọng là phải trở thành bót nhạc tiếu nhi muốn cười Cô ấy có may mắn sao? Đây là câu nói hài hước nhất mà cô nghe được trong gần ấy năm. Chỉ là cô không cần phải tranh cãi với Thang Nhược Lan. Làm bót thật sự rất tốt. Nhạc Tiêu Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Cô muốn leo lên thì cũng là chuyện bình thường thôi. Không dễ dàng gì để đi đến vị trí ngày hôm nay. Thang Nhược Lan, kỳ thực là thực tế hai chúng ta bây giờ đều ở trong giới, có tiền ở kinh đô. Và tôi hy vọng tất cả mọi chuyện đều trở thành quá khứ. Thương nhân luôn đặt lợi ích lên trên hết trên thương trường có lợi ích chung chính là thêm một người bạn và bớt đi một kẻ thù điều này tốt cho cả hai bên sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt của thang nhược lan rồi cô ta cười nửa miệng cô muốn làm bạn với tôi ở trên thương trường sao nguyễn nhan cô đã quên ân oán của chúng ta trong làng giải trí rồi sao còn khương Tuyết nhu và lâm minh kiều với tôi có một mối quan hệ không tốt tôi thừa nhận ân oán giữa chúng ta nhưng tất cả đều là vì quý tử uyên Quý Tử Uyên đối với tôi đã là dĩ vãng. Còn đối với Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều, các cô cũng từng là bạn bè. Đi đến kết cục này chỉ do ghen tị mà thôi. Nhưng giờ cô đã có địa vị như ngày hôm nay, cô không cần phải ghen tị với bọn họ nữa. Nhạc Tiếu Nhi giang hai tay, nhìn xem, làm bạn so với làm kẻ thù thì tốt hơn rất nhiều. Thang Nhật Lan nhìn cô chầm chầm một hồi mới cảm thấy Nhạc Tiếu Nhi thật sự là một người kinh doanh. Vì lợi nhuận, Nhạc Tiếu Nhi cầm được mà bò xuống cũng được đáng tiếc, cô không thể. Lúc trước, sĩ diện tôn nghiêm của cô đều bị Khương Tuyết Du Lâm Minh Kiều quý tử uyên trả đạp. Cô đứng lên là vì cái gì chứ? Không phải là để lấy lại tôn nghiêm đã mất của mình và khiến những kẻ đã từng coi thường cô phải trả giá sao? Làm bạn với tôi không phải là không thể." Thang Nhược Lan xoắn xoắn lọn tóc dài của mình một cách quyến rũ, "Chỉ cần cô cắt đứt liên lạc với Khương Tuyết Du Lâm Minh Kiều, từ bây giờ hãy bỏ ra cổ phần video Phi Hưng." cùng nhau hợp tác và giữ khoảng cách với mọi người trong quý gia. Lần này thì Khâu Hạo Lâm như mày trước, mặc dù rất muốn sự hợp tác này nhưng anh ấy cảm thấy rằng dường như Thang Nhược Lan đã đòi hỏi hơi quá nhiều, đặc biệt là thái độ của Thang Nhược Lan khiến cho Nhạc Tiếu Nhi như đang cầu xin cô ta vậy. Người khác không biết Nhạc Tiếu Nhi, nhưng anh ta hiểu Nhạc Tiếu Nhi kiếm tiền quá dễ dàng, chỉ cần cô ấy lộ ra thân phận thật trên thế giới này sẽ có không biết bao nhiêu người giàu có muốn tìm cô ấy để hợp tác cùng kiếm tiền. Nhưng cô ấy không có, lại chọn cuộc sống khiêm tốn bình dị. Tuy đầu tư nhiều vào công ty nhưng cô ấy rất ít khi quản lý, có thể nói Nhạc Tiếu Nhi cả đời này không thiếu tiền bạc. Thang Nhược Lan của ngày hôm nay quả thực là có khác, nhưng so với rất nhiều người giàu có thực sự mà anh ta gặp, cô ta không biết khiêm tốn và thận trọng chút nào hết, cũng không có biết cách an cư lạc nghiệp. Nói thế nào đi nữa, Thang Nhược Lan cũng giống như người giàu nửa mùa hơn sau một số thành tựu cô ta nóng lòng muốn thể hiện mình đồng thời muốn dẫm đạp tất cả những người từng đứng trên mình tôi không thể đồng ý nhạc tiếu nhi không chút do dự lắc đầu tôi không thích nghe theo sự sắp xếp của người khác để hợp tác khâu tổng giang tổng xem ra các anh không có thành ý hợp tác thang nhật lan lười biếng đứng lên cầm túi sách thị trường to lớn này rất nhiều công ty cần công nghệ của chúng tôi không chỉ có phi ưng chưa kể hiện nay cạnh tranh khốc liệt theo tôi biết Mặc dù Phi ưng là số 1 về lượng truy cập, nhưng cũng có hai trang web video đằng sau đang rất muốn chi tiền để bắt kịp, cẩn thận sẽ bị đào thải đấy. Khâu Hạo Lâm và Giang Tổng còn đang do dự. Giang Tổng lung túng nhìn nhạc tiếu nhi. Nguyễn Tổng, nhìn xem, không phải trong kinh doanh quan trọng nhất là lợi ích sao? Chỉ cần chúng ta hợp tác, video phi ưng có thể tiến lên, bỏ xa các công ty khác. Nhạc tiếu nhi ngẩng đầu nhìn thang nhược lan. Tôi sẽ cho cô 10% cổ phần, tôi không có ý kiến. Về phần yêu cầu khác tôi không thể đồng ý. Ngoài ra, cô phải đảm bảo kỹ thuật chỉ cung cấp cho công ty của chúng tôi, nếu không mọi thứ không cần phải thương lượng nữa. Tôi thừa nhận rằng sự cạnh tranh trên thị trường này rất khốc liệt, nhưng các trang video khác mới khởi nghiệp, muốn có lãi thì khó có thể kiếm được lợi nhuận mà không có hàng chục tỷ đô la, hãy tự suy nghĩ đi. Được rồi, Thang Nhật Lan xoay túi nói đầy ẩn ý. Nhưng trong trường hợp này, tôi và cô không có cách nào làm bạn. Cô đề cập đến những yêu cầu vô lý đó là cô đã không có ý định làm bạn với tôi rồi. Chỉ có thể dẫm đạp tôi dưới lòng bàn chân để cô xả giận thôi. Nhạc Tiếu Nhi chân thành thuyết phục. Thang Nhược Lan, cô không có tư chất của một thượng lưu thực sự. Nếu như thật sự muốn tiến xa hơn, cô nên biết biến thủ hận thành bạn bè. <laughs> thật hài hước. Thang Nhược Lan quay lưng bước đi. Lát nữa tôi sẽ cho thư ký giao hợp đồng ngay sau khi cô ta rời đi nhạc nhiếu nhi cũng đứng lên các anh có thể gửi hồ sơ qua để tôi ký khâu hạo lâm đích thân hộ tống cô xuống lầu không ngờ cô lại đáp ứng dễ dàng như vậy còn tưởng rằng tôi phải làm việc rất lâu tôi sẽ không mang những bất bình cá nhân vào công ty khâu hạo lâm khâm phục nhưng tôi thấy thái độ của thang nhược lan có tham vọng cô ta không chỉ muốn lấy cổ tức cho nên khi hai công ty đàm phán hợp tác và tiến hành công khai giá cổ phiếu nhất định sẽ tăng cao Lúc đó tôi sẽ bán cổ phần trong tay. Nhạc Tiếu Nhi nhìn anh, việc mua lại phi ưng ban đầu là để đối phó với Quý Tử Uyên. Bây giờ đối với tôi, không cần phải giữ trong tay nữa. Khâu Hạo Lâm kinh ngạc, nhưng phi ưng video có thể mang lại cho cô cổ tức và rất nhiều lợi nhuận. Sau khi Thang Nhược Lan gia nhập vào thì với tính cách của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ muốn can thiệp vào video phi ưng. Từ góc độ là một nhà đầu tư, tôi không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cô ta. Nhạc Tiếu Nhi nhún vai nói thật đúng vậy tôi thừa nhận cô ta có năng lực đi đến ngày hôm nay mà xuất thân từ nhà nghèo nhưng khả năng của cô ta không phải là ở lĩnh vực kinh doanh cô ta không học đại học chuyên ngành quản lý hay kinh tế kiếm tiền thì dễ nhưng kiếm được nhiều tiền dẫn dắt công ty đi lên thì mới là khó thang nhật lan là kẻ có tâm địa nhỏ nhen nay đã đạt được một số thành tựu lại bắt đầu trở nên kiêu ngạo tính cách này sẽ không đi xa được đâu Khâu Hạo Lâm có chút rối rắm. Dù sao thì video phi ưng năm nay đã mang lại cho anh ta không ít lợi nhuận. Những tập đoàn khang chuẩn ở trong tay cô ta phát triển không phải là tốt lắm sao? Bản thân anh nói hệ thống này do ông chủ cũ của tập đoàn khang chuẩn nghiên cứu và phát triển. Thang Nhật Lan chỉ đơn giản là dụ dỗ vợ chồng quý trạch hào, lấy tiền của bọn họ rồi tiếp quản tập đoàn khang chuẩn thôi sao? Lý Thông cướp công thạch xanh, không có làm gì cả, trực tiếp hưởng tiền lãi cô ta đã thực sự làm được gì cho công ty này chưa? Tôi chỉ đưa cho cô ta một cành ô lưu và tôi sẵn sàng làm bạn với cô ta, nhưng cô ta không bằng lòng. Nhạc Tiếu Nhi mỉm cười, cô ta có thể cho rằng hiện tại cô ta rất có thực lực, nhưng cô ta không biết nếu như có thể làm bạn trên thương trường thì hãy cố gắng làm bạn càng nhiều càng tốt. Sự thật là để lại một đường lui, Ngoài ra, cô ta không tiếc công sức để chèn ép ông chủ cũ của mình. Đỗ Tuyên, ngoài mặt thì mọi người sẽ nghĩ cô ta lợi hại. Thực ra thì người thông minh sẽ thấy thang nhược lan quá tàn nhẫn và ác độc. Mà lại, Đỗ Tuyên đã từng hết sức nâng đỡ cô ta. Khâu Hạo Lâm im lặng. Sau khi bị Nhạc Tiếu Nhi nhắc nhở, anh ta mới nhận ra Thang Nhật Lan là một vấn đề lớn. Tin tôi đi, khi hai công ty tuyên bố hợp tác thì sẽ là lúc giá trị thị trường của video phim lên cao nhất một khi tôi đã buông tay anh không thể bán cổ phiếu với giá cao như tôi được đâu tôi nói điều này bởi vì tôi thực sự coi anh là bạn nhạc thiếu nhi xoay người rời đi buổi tối cô về nhà sau khi đến tập đoàn nhạc thị đỗ xe xong chỉ có chị cầm nấu cơm ở nhà chị linh cùng với trần lôi nhạc nhạc đều không có chị cầm nói bọn họ đi trồng rau ở bên hàng xóm chị gái cười nói quý thiếu dùng vườn hoa của họ để trồng rau mẹ cô có vẻ thích trồng rau ăn chưa xong bà đưa nhạc nhạc đến đó nhân tiện mẹ cô cũng mời quý thiếu qua ăn cơm nhạc tiêu nhì nhéo nhéo lông mày cô vốn tưởng rằng quý tử uyên mới nói chuyện ngày hôm qua nhưng không ngờ hành động lại nhanh như vậy người khác không biết nhưng trần lôi thực sự biết rất rõ lúc trước ở quê bà ấy trồng một mớ rau lớn ở phía sau còn cho gà vịt ăn nữa Quý Tử Uyên lần này đã dốc hết sức mình. Tôi đi xem một chút. Nhạc Tiêu Nhi đã làm việc một ngày rồi, thật sự là rất nhớ con trai của mình, cho nên mới vừa đi tới cửa bên cạnh bấm chuông. Một lúc sau cánh cửa nhỏ mở ra, là đường sai ra mở cửa, tươi cười dẫn cô ra sân sau. Trong sân rất nóng, trần lôi đang đào rất hào hứng. Quý Tử Uyên thì đứng sang một bên bế nhạc nhạc, ánh hào quang rơi xuống dáng người cao gầy, rất uy nghiêm. Mẹ, không phải mẹ nói với con, bị đau thắt lưng sao? Mẹ vẫn đang đào đất ở đây hả? Nhạc Tiêu Nhi tức giận nói. Quý Tự Uyên hối lỗi giải thích. Ban đầu tôi chỉ muốn nhờ gì qua nhà tôi, chỉ cho tôi lời khuyên thôi. Ai biết gì sẽ đích thân ra tay. Trần Lôi vội vàng nói. Đừng trách Tử Uyên, đau lưng thì đều do mẹ quá nhàn, đụng đến đất cát rau cỏ thì liền không đau nữa. Nhạc Tiêu Nhi kết hợp với rau với đất còn có tác dụng chữa đau thắt lưng sao? Mẹ, ngày mai làm đi. Nhạc Tiếu Nhi thuyết phục, trời tối rồi, ăn cơm xong thì lại làm. Dì à, dì về ăn cơm trước đi. Quý Tử Uyên cũng dặn dò. Được rồi, Trần Lôi đứng thẳng người đặt quốc xuống. Tiểu Quý à, đi thôi, tới nhà chúng tôi ăn cơm đi. Quý Tử Uyên khẽ liếc nhìn Nhạc Tiếu Nhi, sắc mặt đột nhiên đen lại, bất đắc dĩ từ chối. Cháu không đi đâu, ngày nào cũng đến nhà dì ăn cơm, Nguyễn Nhan sẽ không vui. Nguyễn Nhan? Ý của anh là gì đây? Cô có vẻ keo kiệt như vậy sao? Hơn nữa, anh ta sống bên cạnh, anh ta đến mỗi ngày để ăn trực là tốt sao? Nhưng Trần Lôi không nhìn Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan, con đừng có để ý, dù sao thì gì cũng mời con đi ăn tối, hôm nay đều là nhờ con cả. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Nhạc Tiêu Nhi một chữ cũng không hiểu. Trần Lôi vội vàng nói, hôm nay Tiểu Quý bắt mạch cho mẹ, y thuật của cậu ấy rất giỏi, trần lôi giơ ngón tay cái lên khi cậu ấy bắt mạch cậu ấy đã cảm nhận được tất cả những chỗ mẹ không thoải mái còn kêu đường dai đi mua thuốc đông y nữa còn không để cho mẹ trả tiền mẹ không nên mời cậu ấy ăn bữa cơm ở nhà mình sao mẹ tôi bị sao vậy nhạc tiếu nhi nghe vậy thì căng thẳng Quý tử Uyên cười nhẹ nói, bị loãng xương, thận hư, mất ngủ là một số triệu chứng của tuổi già thôi. Những vấn đề này thì thường tưởng như không có gì, nhưng nếu như không được điều trị thì chúng sẽ dẫn đến sức khỏe ngày càng kém đi trong tương lai. Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết những vấn đề này? Nhạc tiêu nhi nhíu mày, nếu biết cô đã đưa Trần Lôi đi kiểm tra sức khỏe rồi. Ừm, um, mẹ nghĩ giả đi thì có quá nhiều thứ không ổn. Trước đây Trần Lôi không coi trọng chuyện này, nhưng những người lớn tuổi thì thường không sợ hãi sau khi quý tử uyên lấy lòng mẹ như vậy nhạc tiêu nhi cũng không thể không cho quý tử uyên đến nhà cô ăn tối tuy nhiên quý tử uyên không hề xấu hổ vừa đóng cửa đã vội vàng đi theo mọi người nhạc nhạc một hôm không nhìn thấy mẹ người thấy mùi quen thuộc trong tiềm thức liền cảm thấy đói bụng rất tự nhiên sờ sờ ngực của nhạc tiêu nhi thường ngày có vài phụ nữ trung niên ở nhà nhạc tiêu nhi cũng không quan tâm lắm nhưng bây giờ có một người đàn ông to con ngồi bên cạnh hành vi của con trai khiến hai má cô nóng lên cô bế con trai lên lầu cho con bú mà không hề liếc mắt nhìn anh quý tử uyên có lẽ biết cô định làm gì nghĩ đến cảnh đó liền chống nạn mạnh mẽ hơn thật sự là hâm mộ con trai mình chết đi được anh đã lâu không được hưởng đãi ngộ không anh không thể nghĩ về nó anh không thể kiểm soát được nữa Cuối cùng thì cũng đợi được nhạc tiếu nhi xuống lầu với con trai trong tay. Quý tử uyên không nhìn được mà nhìn vào ngực cô. Nhìn cái gì vậy? Đồ lưu manh. Nhạc tiếu nhi thu mắt lại, đỏ mặt, hung ác trừng mắt nhìn anh. Nhìn thấy về mặt xấu hổ của cô, quý tử uyên cong môi. Sao em lại mắng anh? Anh không có làm gì em mà. Anh biết rồi, có phải em đang suy nghĩ đen tối không? Nói cho anh biết đi, vừa rồi trong đầu em đang nghĩ cái gì đen tối? Anh còn có liêm sỉ không hả? Còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa, Nhạc Tiểu Nhi ra nghiến răng nghiến lợi. Đừng có tưởng rằng tôi không biết anh nhìn lén ngực của tôi. Quý tử Uyên nhướng mày, nghiêm túc phân tích. Anh chỉ giỏi quan sát thôi. Vừa nhìn đã thấy ngực của em hình như đã thay đổi khi lên lầu rồi xuống lầu. Chưa kịp dứt lời thì bàn chân không bị thương đã bị dẫm mạnh. Còn dám nói bậy bạ nữa, có tin hay không? Tôi đuổi anh ra ngoài ngay đây. Nhạc Tiểu Nhi đỏ mặt cảnh cáo. Em định đuổi anh đi sao? Quý tử Uyên không hề hoảng sợ ngược lại còn mỉm cười dùng ngón tay trêu chọc cái cằm đầy thịt của tiểu nhạc làm cho tiểu nhạc cười khúc khích không thể không nói là rất đáng yêu nhìn thấy con trai cười hạnh phúc với mình như vậy dường như chỉ trong một ngày nó đã quen với quý tử uyên nhạc tiêu nhi rất khó chịu ôm con trai xoay người sang chỗ khác đừng có động vào con trai tôi được rồi anh đang định nói cho em biết một số vấn đề về tình trạng sức khỏe của mẹ em quý tử uyên nhàn nhạt, nhạt nói có một số điều anh không thể nói trước mặt gì vì sợ gì xấu hổ nhạc tiếu nhi nghe vậy thì lập tức căng thẳng vừa rồi là lỗi của tôi đã hiểu nhầm anh rồi nói cho tôi biết một chút đi sắc mặt này thay đổi quá nhanh quý tự uyên sững sờ hai giây đồng hồ nhưng anh cũng hiểu được người khiến cô ái náy nhất trên đời này chính là trần lôi bởi vì cô chiếm thân thể của con gái trần lôi mẹ của nguyễn nhan cô sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc những năm trước mẹ em không đi khám sức khỏe dì ấy có rất nhiều vấn đề về sản phụ khoa hãy đi điều trị càng sớm càng tốt tốt nhất thì em nên đi khám sức khỏe toàn diện cho dì đi nhạc thiếu nhi sửng sốt trần lôi lúc trước ở quê bái khám bệnh ở đâu được chứ nhưng sau khi đến kinh đô đầu tiên thì cô ấy bị tai nạn xe hơi rồi mang thai cô chưa từng nghĩ sẽ đưa bà đi khám bệnh trần lôi chưa bao giờ nói với cô rằng bản thân cảm thấy khó chịu ở đâu vì sợ cô lo lắng mẹ tôi sẽ không bị ung thư cô tử cung không, nhưng anh đã bắt mạch cho gì ấy. Chắc là cổ tử cung có vấn đề gì nghiêm trọng. Loại bệnh này nếu như không được điều trị càng sớm càng tốt thì sẽ rất dễ dẫn đến ung thư cổ tử cung. Anh đã thấy kiểu bệnh này nhiều ở bệnh viện rồi. Và hầu hết là trước đây, thế hệ cũ không nhận thức được khía cạnh này. Và họ miễn cưỡng trả tiền. Họ không đi khám nếu như có vấn đề nhỏ. Họ cho rằng không có vấn đề gì lớn cả. Quý tử Uyên nghiêm nghị nói, vừa rồi anh không nói là sợ gì xấu hổ dù sao thì bà là người lớn còn anh thì là đàn ông cảm ơn anh nhạc thiếu nhi tâm trạng phức tạp giọng nói không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn ngày mai tôi sẽ đưa mẹ tôi đến bệnh viện anh giúp em chào trưởng khoa và đi khám trực tiếp sẽ có kết quả nhanh hơn nhạc thiếu nhi vốn dĩ muốn từ chối nhưng nghe đến câu cuối cùng thì liền gật đầu tôi còn tưởng rằng anh chỉ là một bác sĩ phẫu thuật giỏi không ngờ lại có thể bắt mạch nữa quý tử uyên chưa bao giờ cảm thấy tự hào về nghề nghiệp của mình nhưng bây giờ nghe cô khen ngợi thì cũng thấy tự hào anh học trung y sơ khai sau đó thì tìm hiểu kỹ càng kiến thức ngoại khoa và nội khoa bây giờ hẳn là em không tin anh có trong tay hơn chục chứng chỉ y tế đấy nhạc tiếu nhi suy nghĩ một chút giỏi như vậy sao anh không quay lại bệnh viện làm việc đi đừng có lãng phí bao năm đèn sách em muốn anh trở lại bệnh viện làm việc sao quý tử uyên giật mình ánh mắt rực lửa nhìn cô nhạc tiêu nhi sững người một lúc sau đó thì trợn mắt nhìn anh anh có đi bệnh viện hay không thì cũng không phải là việc của tôi quý tử uyên chán nản xoa xoa đầu mũi trong phòng bếp trần lôi lén lút liếc nhìn hai người đã ở bên ngoài hai ngày trong lòng vui mừng khôn xiết chỉ cần hai người sẵn sàng trò chuyện thì vẫn còn có hy vọng ngày hôm sau nhạc tiêu nhi không đến công ty nên đưa trần lôi đi bệnh viện khám sức khỏe mẹ đi khám bệnh làm gì vậy trần lôi đột nhiên căng thẳng Hôm qua Tử Uyên có nói với con chuyện gì không? Không, anh ấy chỉ nói với con rằng mẹ từng này tuổi nên đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Và lại con không tin mẹ có thể giữ sức khỏe tốt, phát hiện ra nhiều vấn đề như vậy. Con là một đứa con gái không có trách nhiệm, vì vậy mẹ đừng lo lắng về việc kiểm tra sức khỏe. Chấn lôi trong lòng mềm nhũn dối tung lên, vẫn là con gái của mẹ hiếu thuận. Hồi đó cha con ghét bỏ vì con là con gái. Nhìn đi, hiện tại mẹ được hưởng phúc đầu tiên Nhạc Tiếu Nhi tâm trạng phức tạp. Nguyễn Nhan vì một người đàn ông mà tự tử quá ích kỷ. Nếu như cô không tới đây, cô không thể tưởng tượng được Trần Lôi sẽ sống như thế nào. Đời người đau đớn nhất là kẻ bạc đầu tiễn người đầu xanh. Sau khi đến bệnh viện, đích thân viện trường đã đón cả hai đi khám sức khỏe. Nhạc Tiếu Nhi khá ngượng ngùng. Viện trường, anh đi làm việc của mình đi. Hôm nay tôi đã làm phiền anh rồi. Có chuyện gì đâu chứ. Cô là cổ đông lớn của quý thị. Vậy thì cô là sếp của tôi rồi. Dương viện trưởng khuôn mặt tròn, trạc tuổi 40 tươi cười. Đừng nói như vậy, anh là một chuyên gia chữa bệnh, anh là ngôi sao sáng trong nước về mặt điều trị, tôi chỉ là một thương nhân. Dương viện trưởng bật cười, tôi nghĩ cô có thể hiểu được tại sao cô lại khiến cho quý tử uyên lãng từ đó quay đầu. Nhạc tiêu nhi cười nhẹ, thật sự không muốn nói đến chuyện mình và quý tử uyên. Dương viện trưởng nói, thật ra tôi biết cô từ trước, cũng giống như Thang Nhược Lan, cô là một nữ diễn viên, nhưng cô đã gây cho tôi ấn tượng mạnh hơn nhiều so với Thang Nhược Lan. Người bạn gái đã từng tiếp xúc với Tử Uyên. Thang Nhược Lan chạy đến trước mặt tôi khi cô ta không có việc gì phải làm và yêu cầu tôi đích thân thực hiện ca phẫu thuật. Những người kia thì đều là những người mà cô ta muốn lấy lòng tạo mối quan hệ ở kinh đô. Tôi không đồng ý, yêu cầu phẫu thuật phải xếp hàng, cô ta không chấp nhận, liền mượn danh vợ chồng quý đồng ép tôi. Hỡi ôi. Chuyện này thật sự không tốt lắm. Nhạc Tiêu Nhi nhíu mày, có người bệnh nặng đang gấp rút giải phẫu, chen ngang không xếp hàng như thế sẽ khiến cho người khác chậm trễ. Không phải đâu. Dương viện trường thở dài. Do một số bệnh nhân chỉ là tiểu phẫu, bác sĩ khác cũng có thể làm được. Không cần tôi phải là bác sĩ phẫu thuật chính, làm tôi mệt mỏi. Nhạc Tiếu Nhi biết bệnh nhân nghĩ gì, Dương Viện Trường là bác sĩ hàng đầu cả nước. Phạm là người có tiền thì đều sợ chết, dù bệnh nhẹ thì cũng muốn bác sĩ giỏi nhất trị liệu. Điều này hơi phiền phức và lãng phí nguồn lực y tế. Nguyễn Tiểu Thư, kỳ thật hôm nay tôi tới đây gặp cô, chủ yếu là muốn hỏi cô một chuyện. Anh cứ nói đi. Dương viện trưởng hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng. Tôi muốn nhờ cô thuyết phục Tử Uyên trở lại bệnh viện làm việc sớm. Cho dù thỉnh thoảng ngồi ở phòng khám, y thuật của anh ấy nói thật, ngay cả tôi, viện trưởng cũng thấy xấu hổ. Cứ nói thế này, nhìn ra thế giới, kỹ năng phẫu thuật của anh ấy có thể xếp vào top 10, một khi anh ấy gặp những người chỉ có 5% cơ hội phẫu thuật thành công, nếu như Tử Uyên là bác sĩ phẫu thuật chính, anh ấy có thể nâng lên đến 10% tỷ lệ thành công. Nhạc Tiếu Nhi khó xử, cô không ngờ Dương Viện Trường lại yêu cầu cô như vậy. Việc thuyết phục của cô hẳn là có tác dụng, nhưng đó là việc riêng của Tử Uyên. Kỳ thật, tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy nhiều lần, nhưng anh ấy đều từ chối. Dương Viện Trường cười khổ. Anh ấy nói đã lâu không phẫu thuật, kỹ thuật cũng không tốt như trước. Cho dù khả năng phẫu thuật cũng không còn như trước, nhưng trong đầu anh ấy, kiến thức và kinh nghiệm không mất đi chút nào cả. Cho dù ngồi ở phòng khám thì anh ấy cũng có thể trở thành định hài thần châm của bệnh viện. Anh ấy rất có kinh nghiệm. Nhiều bệnh nhân đều được anh ấy chữa trị, kể cả những bệnh nhân nặng có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm. Nếu như người như vậy không hành nghề thì đúng là một bất hạnh của Nguyệt Hàn. Nhạc Tiêu Nhi trầm tư vài giây, sau đó thì ngẩng đầu nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục. Cảm ơn. Dương viện trưởng cảm tạ. Đúng lúc này cửa phòng siêu âm mở ra, bác sĩ giám định y khoa bước ra báo cáo. Người nhà Trần Lôi có ở đây không? Dạ, mẹ tôi bị sao vậy? Nhạc Tiếu Nhi trong lòng nhảy dựng, vội vàng chạy tới hỏi. Chúng tôi tìm thấy một khối u trên cổ tử cung của bà ấy. Nhạc Tiếu Nhi sắc mặt tái nhợt. Chuyện... chuyện này nghiêm trọng không? Dương viện trưởng đi tới, nhận lấy tờ giấy xét nghiệm từ người giám định y khoa. Cái... bồn này hơi lớn, Đúng vậy, cần phải phẫu thuật. Giám định y khoa biết viện trường nhanh chóng cung kính gật đầu. Viện trường, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ khám bệnh thôi. Việc điều trị liên quan vẫn phải truyền bệnh nhân đến khoa phụ sản. Thật vất vả rồi. Dương viện trường gật đầu. Có thể liên hệ với bác sĩ tiêu của khoa phụ sản. Giao bệnh nhân cho cô ấy, để cô ấy làm thủ tục nhập viện đi. Sắp xếp xong xuôi, Dương viện trường nói với nhạc tiếu nhi đang nhăn mặt vì lo lắng. Cũng may, chỉ là một khối polyp thôi, cắt bỏ đi thì không có nguy hại lắm. Nhưng khối polyp này quá lớn, nếu như không quan tâm thì sẽ gây chảy máu và tiến triển thành một số bệnh phụ khoa. Nhạc Tiếu Nhi sau khi nghe lời này thì liền thở phào nhẹ nhõm, Dương Viện trưởng cho biết thêm. Tuy nhiên, sau khi cắt bỏ polyp, cần phải làm xét nghiệm bệnh lý để loại trừ tổn thương. Tôi sẽ cho cô biết một số điện thoại của bác sĩ Vương. Cô đưa mẹ cô đi khám phụ khoa nhé. Bác sĩ Vương đến từ bệnh viện của chúng tôi là thần y trong sản phụ khoa, người có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực điều trị này. Cô có thể trao đổi với cô ấy nếu như có bất cứ điều gì." Nhạc Tiếu Nhi gật đầu, "Cảm ơn viện trưởng Dương." Sau khi Trần Lôi ra ngoài thì cô nhanh chóng đến khu sản phụ khoa tìm bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương nhận được thông báo và ngay lập tức làm thủ tục nhập viện cho Trần Lôi, người được đưa vào phòng VIP của bệnh viện ngày hôm đó. Đây là lần đầu tiên Trần Lôi tự mình đến bệnh viện thực hiện một ca phẫu thuật và vô cùng sợ hãi. "Bác sĩ, đây là ca đại phẫu của tôi sao?" Đây không phải là một ca đại phẫu thuật gì lớn cả, nhưng cũng không phải là một ca phẫu thuật nhỏ. Bà cần phải chú ý sau ca phẫu thuật, bà chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, hãy kiên nhẫn. Bình thường bà không cảm thấy polyp ở bộ phận sinh dục của mình sao? May mắn thay, bà đã đến khám, nếu không thì sẽ rất phiền phức đấy. Tôi thấy bà còn bị viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 3 nữa, mức độ nghiêm trọng lắm, nếu như không điều trị thì sẽ rất dễ đến ung thư cổ tử cung. Bà không biết khả năng mắc ung thư cổ tử cung hiện nay cao đến mức nào sao, và ở những người ngoài 50 tuổi thì nó còn cao hơn nữa. Trần Lôi dùng mình tái mặt, nhạc tiếu nhi về mặt ái náy. Nếu như Quý Tử Uyên không bắt mạch cho Trần Lôi lần này, thì hậu quả đã nghiêm trọng như vậy rồi. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện và đóng ví, Trần Lôi sợ hãi nói, Lần này là nhờ tiểu quý, nếu như cậu ấy không bắt mạch cho mẹ, thì sao lại phát hiện ra nhiều vấn đề như vậy chứ? Còn cũng sẽ không biết để đưa mẹ đi khám bệnh. Mẹ đã luôn luôn nghĩ rằng chỉ là bệnh vật vãnh thôi. Phải ạ. À? Nhạc thiếu Nhi lần này cũng ủy khuất gật đầu. Cô nợ quý tử uyên một ân tình rồi. Có bạn là bác sĩ bên cạnh thì khác. Dù không biết gì nhưng có người nhắc nhở. Trần Lôi nói. Con về đi. Dù sao thì ngày mốt mẹ mới phải phẫu thuật. Con có thể nhờ y tá chăm sóc cho mẹ. Con còn phải chăm sóc cho nhạc nhạc nữa. Trời ơi! Tất cả là lỗi của tôi. Bị bệnh không đúng lúc. Không sao đâu, con đã thuê một bảo mẫu trông chè rồi. Vậy thì vẫn phải có người ở nhà theo dõi chứ. Ai biết được những bảo mẫu kia sẽ bắt nạt nhạc nhạc trong lúc chúng ta không chú ý. Có mấy vụ bảo mẫu đánh người trên mạng đó. Trần Lôi lo lắng về đứa cháu trai quý giá của mình. Một giờ chiều, sau khi cô y tá lấy máu cho Trần Lôi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nhạc Tiếu Nhi quay đầu lại, nhìn Quý Tử Uyên chống gậy đi vào anh ta cao lớn mặc áo len màu nâu khí chất tao nhã đường dai ở sau lưng anh mang theo hai hộp giữ nhiệt bên trái và bên phải các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 115 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.